Toàn bộ đây làm theo kiểu dáng là mẫu vương miện, hoa hồng, hoa tây, đục sâu kinh bong hơn rất là nhiều những sản phẩm hàng phổ thông trên thị trường. Vách xẻ nguyên một tấm, dày 4 vân, hàng vân cực kỳ đẹp, ngũ hương đá 100%, hàng trộn vân và giữa vách thì đục các giải lụa hoa tây. Đặc biệt hơn là cái ván anh em làm là ván tràn nguyên một tấm, dày 6 vân các anh nhá. Hàng vân veo tuyển chọn toàn bộ. Tất cả cái khuôn tranh này anh em làm là khuôn tranh làm bén siêu siêu cong, nhìn rất là dẻo. Toàn bộ là ván xẻ nguyên một tấm dày 6 phân. Đục tích là hoa lá tây, rất phù hợp với mẫu hoàng gia như này. Bàn đôn thì có hai ngăn kéo để cho bác kéo ra cái bảo đồ. Toàn bộ là bản trương liền khối dày 10 phân. Vách cũng là vách nguyên tấm dày 4 phân, hàng vân veo rất rất đẹp như này. Có gì xem giúp em này. Nguyên tấm dày 4 phân, rất giá trị luôn, và tê là tê đặc nguyên khối. Ván này, ván tràn nguyên tấm dày 6 phân, chân là chân 16. Vâng, trong video clip ngày hôm nay thì em Miệng một trân trọng giới thiệu mọi người một siêu phẩm mẫu Louis Hoàng gia hàng chân 16, làm theo kiểu dáng mẫu mới độc quyền của Đồ Thị Thiên Phú. Và bộ sản phẩm này đặc biệt hơn thì em làm hàng ván tràn nguyên tấm dày 6 phân, hàng chọn gỗ chọn vân được làm chất liệu ngũ hương đá đỏ lam phi 100%. Thì bộ sản phẩm này em đang làm là gồm 6 món, một đoạn lớn, một bàn, hai ghế đơn, một đôn kẹp ghế và cuối cùng là một chiếc đôn thấp. Thì cả bộ sản phẩm này mọi người sẽ kê chiến được tích phòng khách nhà mình hết khoảng là 16 đến 18 m². Đầu tiên thì em muốn giới thiệu các bác là chiếc đoạn dài đi. Đoạn dài thì em đang làm với thông số là đoạn dài cả của bì lên tới là 2m80, sâu là 80 và cao là 1m6. Bản trương là trương nguyên khối, dày 10 phân, đục tỉa hai mặt, hàng hoàn thiện lết căng. Mặt sau đẹp như mặt trước các bác ạ. Và toàn bộ đây làm theo kiểu dáng là mẫu vương miện, hoa hồng, hoa tây, đục sâu kinh bong hơn rất là nhiều những sản phẩm hàng phổ thông trên thị trường. Dày 10 phân, hoàn thiện có 5 lớp, gồm 3 lớp lót, 1 lớp mò, 1 lớp bóng. Vách này em cũng làm là vách xẻ nguyên một tấm, dày 4 vân, hàng vân cực kỳ đẹp, ngũ hương đá 100%, hàng trộn vân và giữa vách thì đục các giải lụa hoa tây, rất phù hợp với những bộ mẫu hoàng gia, rất phù hợp với những không gian vách nhà hiện tại, nhà ống và đặc biệt hơn là những ngôi nhà tân cổ điển các bác. Tê thì tê đặc nguyên khối, đây, tê đặc nguyên khối. Đặc biệt hơn là cái ván em làm là ván tràn nguyên một tấm, dày 6 phân các bác nhá. Hàng vân veo tuyển chọn toàn bộ. Tất cả cái khuôn tranh này anh em làm là khuôn tranh làm bén siêu siêu cong, nhìn rất là dẻo. Cổ chỉ 2 tầng. Chân là chân 16, đục họa tiết hòa tây, yếm cũng đục hòa tây, yếm dày 4 phân. Và cái đoạn dài như này thì các bác phải ngồi tầm khoảng 5 người lớn, ngồi vô cùng thoải mái. Và chất liệu vuông đá mọi người biết rồi, là một trong chất liệu gỗ mà thuộc nhóm mà top 1 của Đồng Lam Phi hiện nay. Nói về hương đá thì vân veo đẹp, gỗ đèo mò và to gỗ rất là mịn. Đặc biệt hơn là các bác dùng càng về lâu thì giá trị sẽ càng cao. Ở giữa đây là sẽ có một chiếc bàn lớn. Mua sản phẩm này thì em có tặng kèm đó là một bộ combo cây trà, được làm chất liệu ngũ hương đỏ Lào xịn, gồm 5 món: một lọ đựng chè, một lọ đựng giấy, một gạt tàn, một lọ tăm, và đây là một cây trà không thể thiếu. Và kèm theo đó là một cái phiếu mua hàng trị giá tới là 5 triệu cho lần sau các bác mang để sửa nghe em. Và ở giữa đây em đang kê là một chiếc bàn lớn, em đang làm một kích thước là rộng là 91 phân, dài lên tới là 1m95 phân. Toàn bộ là ván xẻ nguyên một tấm dày 6 phân. Đục tích là hoa lá tây, rất phù hợp với mẫu hoàng gia như này. Bàn đôn thì có hai ngăn kéo để cho bác kéo ra cái bảo đồ. Chân là chân 16, đục họa tiết hòa tây. Bàn lớn thì khi vừa mua sản phẩm này có tặng đầy đủ là một kính bàn dày 9 ly và một kính đôn dày 9 ly, gỗ hương đá 100%. Và đối diện đây là hai chiếc ghế đơn này. Hai chiếc ghế đơn này em đang làm cùng một thông số kỹ thuật là sâu 80, ngang 1m13 và cao là 1m55 phân. Toàn bộ là bản trương liền khối dày 10 phân. Vách cũng là vách nguyên tấm dày 4 phân, hàng vân veo rất rất đẹp này. Có gì xem giúp em này. Nguyên tấm dày 4 phân, rất giá trị luôn, và tê là tê đặc nguyên khối. Ván này, ván tràn nguyên tấm dày 6 phân, chân là chân 16. Em sẽ ngồi thử coi xem một chiếc ghế đơn này. Ngồi dán bộ hoàng gia chân 16 mà mặt tràn này ngồi vô cùng thoải mái. Đấy các bác xem giúp em. Ngồi cực kỳ chất lượng. Và mẫu sản phẩm này em đục tỉa hai mặt. Mọi người quay lại mặt so, em sẽ quay qua mọi người xem này. Đục tỉa hai mặt, mặt so đục đẹp như mặt trước, hoàn thiện lết căng hết cho mọi người. Cạnh hai chiếc ghế đơn thì sẽ có một chiếc đôn kẹp ghế. Nhà em đang làm với thông số là rộng là 45 phân, dài là 55 phân. Toàn bộ là ván tràn nguyên tấm dày 6 phân. Đôn kẹp bàn này cũng sẽ có chiếc ngăn kéo này để các bác kéo ra vào đồ. Chân và yếm cũng hoa tây. Sản phẩm thứ 5 và cuối cùng là không thể thiếu là một chiếc đôn kẹp thấp để ngồi. Em đang làm với là thông số là 45 x 45, ván tràn nguyên tấm dày 6 phân, chân với yếm của hoàng tây, hàng rất là giá trị như này. Thì tổng quan vừa xong đã giới thiệu cho mọi người một cái bộ siêu phẩm hoàng gia chân 16 ngũ hương đá như này. Các bác mà quan tâm hoặc là muốn đặt hàng theo yêu cầu nhà mình thì các bác hãy liên hệ qua số điện thoại hotline của em sẽ ghi trên phần video nhà em, hoặc là đến trực tiếp cơ sở nhé để xem hàng. Địa chỉ nhà em là cơ sở 1 nằm ở tại cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Có tổng diện tích và cây hàng và trưng bày rộng lên tới là 5.000 m², có cả mộc, cả hoàn thiện, để các bác qua xem và tham khảo ạ. Đấy, và mọi người xem video của em thấy hay ủng hộ em bằng những nút like, chia sẻ đăng ký kênh giúp em các nhé.
Giờ em xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành xem hết video clip từ cơ sở nhé. Xin chào và gặp lại mọi người những video sau. Xin chào các bác ạ.